Rồi, đây là hướng lên cầu Chữ Y từ cái hiểm quận 8 nữa chị. Rẽ đây là đường Dạ Nam. Bên phải gì thấy kinh đầu hũ không? À, đang sửa nước đang rộng cái gì lộ cái đáy. Rồi thì có cái kiến trúc rất là đặc biệt, giống như chữ Y dài cái gì gọi là chữ Y. À, đây có thể biểu cái được này. Có gì thấy rõ bên kia không? Đó là bên kia là cầu Nguyễn Văn Cừ đó. Cần Hưng Đạo cái gì? Rồi phải là đi vô chợ Bến Thành á. Vì thấy anh này với một chiếc Honda mà đẩy về cái sạp. Giỏi không? Kéo chạy rồi rồi. Đây
đường Ba Đình nè. À, okay. Không biết ngày xưa gì có học ở đây không ha. Xe bán mía ghim trái cây gọt sẵn gì thì hấp dẫn không, trời nắng ăn này dễ khát. Phải là đường Nguyễn Cư Trinh nhé vậy. Thank you.
hai chiếc taxi phải nhường nhau ấy vậy. Trưa người ta ăn cơm tranh thủ giờ nghỉ trưa đó vậy. Rồi rồi ra đây là gặp đường Cống Quỳnh đấy. À, viện từ Vũ bên tay phải gì đó, bây giờ ghé ở đây là đường Phạm Viết Chánh à. See you, quý vị nha.